mọi người nhìn kìa. Con còn biết đau nữa hả? Chị hai con ra nông nổi như vậy mà con còn ích kỷ, chỉ lo yêu đương rồi còn học người ta bỏ nhà đi bụi nữa. Con không có ích kỷ. Con vừa nghe tin chị hai là con chạy vô đây liền, con cũng lo cho chị lắm. Nhưng mà cái chuyện con lo cho chị hai với cái chuyện tình cảm của con á, hai cái chuyện nó đâu có liên quan gì tới nhau đâu mẹ. Ủa? Bây giờ mẹ nói một câu là con cãi một câu đúng không? Đáng ra chị hai con gặp chuyện nghiêm trọng như vậy, con phải ở nhà phụ ba mẹ chăm sóc cho chị hai con, chứ đợi có chuyện mới chạy vô rồi còn giúp ích được cái gì nữa. Con cũng đâu có muốn như vậy đâu. Nếu mà không phải mẹ ép con á thì con cũng đâu có hành xử tới mức này. Với lại mẹ ép một mình anh ba là đủ rồi, mẹ phải để cho con sống theo sự lựa chọn của mình chứ. Thiệt tình á, mẹ không thể nào hiểu nổi tại sao hai anh em con cứ thích dính vô mấy người nghèo hèn thấp kém như vậy chứ. Tại những người ngây thơ như tụi con, cho nên họ mới ảo tưởng sức mạnh, tưởng đâu dễ bước chân vô nhà giàu lắm. Mẹ, người ta có nghèo như thế nào thì mình cũng đâu có được nói người ta như vậy. Với lại anh Phát anh không phải là người như mẹ nghĩ đâu. Mẹ cứ nói vậy thì đã làm sao? Một nhân viên quèn như nó có phấn đấu cả đời cũng không thể nào khá lên nổi đâu. Trời ơi, Quyên ơi, con làm ơn tỉnh mộng lại giùm mẹ đi. Thôi được rồi, ngay từ đầu á là con đã biết là mẹ luôn có định kiến với ảnh, nên bây giờ con có nói như thế nào, có thuyết phục mẹ như thế nào á thì mẹ cũng sẽ không có chịu. Nên là bây giờ tốt nhất con sẽ không nói nữa, con sẽ im lặng. Mẹ nói rồi đó, mau dọn đồ về nhà phụ với mẹ chăm sóc cho chị hai con, đừng có để mẹ phải mặt tay hơn. Con sẽ chăm sóc cho chị hai, mỗi ngày con sẽ vô bệnh viện con thăm con chăm sóc cho chị. Nhưng mà con không có về nhà đâu. Con xin lỗi mẹ. Thưa mẹ ăn đi. Quyên! Quyên! Dạ luôn. Dạ. 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 Ai gọi anh mà anh căng thẳng quá vậy? Ờ, không, không có gì, không có gì. Dạ, con chào cô ạ. Cô ngồi đi. Dạ. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Dạ. Cậu làm ở tiệm bánh mì, chắc cũng biết về chuyện của Quang và Hà đúng không? Dạ không biết ạ. Cậu cũng thấy kết quả rồi đó. Mặc dù tụi nó cố tình ép gia đình chấp nhận chuyện tình cảm, nhưng mà cuối cùng cũng không có hạnh phúc. Tôi thì tôi không muốn chuyện này lặp lại với con Quyên. Cho nên nếu cậu biết suy nghĩ và thương nó thì hãy buông tha cho nó đi. Dạ thưa cô, con biết là cô lo cho Quyên, nhưng mà con nghĩ khi hai người thật lòng yêu nhau đến với nhau, con sẽ cố gắng gây dựng sự nghiệp để xứng đáng với Quyên ạ. Người như cậu thì tới khi nào mới có được cơ ngơi đồ sộ? Đâu phải ai cũng có số trở thành ông chủ bà chủ đâu. Hai chữ xứng đáng tôi nghĩ cậu không đủ tư cách để nói. Con xin lỗi cô, con xin phép nói điều này ạ. Ngay từ lúc bắt đầu mở ra tiệm bánh mì ông Màu, chú Màu đã bắt đầu từ con số 0. Và con tin rằng con cũng sẽ làm được ạ. Cậu lấy tư cách gì mà dám so sánh với ông nhà của tôi chứ? Nếu cậu cứ cố chấp như vậy, tôi sẽ bắt con Quyên đi định cư ở nước ngoài, để coi hai đứa có còn tiếp tục được với nhau nữa hay không. Cậu lấy tư cách gì mà dám so sánh với ông nhà của tôi chứ? Nếu cậu cứ cố chấp như vậy, tôi sẽ bắt con Quyên đi định cư ở nước ngoài, để coi hai đứa có còn tiếp tục được với nhau nữa hay không. Anh Phát, anh đi đâu mà bây giờ anh mới xuất hiện ở tiệm? Anh biết mấy giờ đi làm không? Ngộ đem đến 1001 anh mới xuất hiện là làm sao? Anh đi đâu? Anh nói nè em đừng buồn nha. Anh đi gặp. Coi mặt căng kìa. Anh đi gặp mấy bạn cũ, rồi uống cà phê cà pháo, quên nhắn tin cho em biết. Làm hết hồn hết vía à. Ăn đó nha. Bày đặt hôm nay gặp bạn cũ uống cà phê cà pháo nữa. Đi gặp bạn xong dẫn em theo. Đi gặp với bạn nào, là con trai hay là con gái? Em cũng biết ghen đó nha. Ghen cái gì mà ghen? Anh uống cà phê với bạn, rồi anh để cái điện thoại trên bàn vậy nè. Anh cà bấm, cà bấm, cà bấm, cà bấm.
mà cái màn hình nó hiện lên là hình nền của em. Nói chung con nhỏ nào mà nhìn thấy nó chạy cả 100 mét luôn á. Thiệt không? Thiệt. Thế thầy dễ thương quá à. Gì vậy, hôm nay còn không cho em đụng mặn nữa hả? Làm gì đây? Ông này hôm nay sao sao tin vô pha nước sốt giùm em. Rồi anh đi liền. Khoan, ai cho phép anh đi? Đứng yên đó. Chị Tinh, chị xuống dưới làm đi, một hồi nữa anh phát xuống liền nhé. À, hiểu. Hai người cứ tình tứ tiếp đi. Tình tứ gì? Sao tự nhiên biết người ta tình tứ? Dạ, nhìn cái mặt ngu ngơ của anh Phát là em biết rồi chị. Thôi, không phiền. Anh đứng yên ở đây. Em tuyên bố là anh bị phạt. Nhắm mắt lại. Em ở đây là ở quán á, không được đâu. Với tư cách là con gái của ông chủ tiệm, em ra lệnh cho anh phải nhắm mắt lại. Đây là mệnh lệnh, nên không làm sẽ bị đuổi việc. Đi lên. 1, 2, 3. Không có hí nha. Anh Phát. Sao Tinh? Cái gì nữa vậy chị Tinh? Vô pha nước sốt đi, em ra em coi quán đâu ai coi đâu. Em coi được mà, em bán được mà. Thôi, khỏi. Không có quen tay á, dồn thịt vô bánh mì không có ngon đâu. À đúng rồi, tên nó đúng. Chị này, tự nhiên nay xiên đột xuất à. Vậy mà nói hả, cứ thể hiện tình cảm đi. Quên, thôi vô bếp thể hiện tình cảm đi. Sao, không thèm nữa, giận rồi. Gì vậy? Sao anh không ăn đi, tự nhiên cứ gắp qua cho em hoài vậy? Nhìn em ăn Thanh cũng thấy vui rồi. Miệng dẻo quẹo à. Nè, lạ lắm nha, làm gì nhìn em hoài vậy, không chịu ăn uống gì đi. Hay là hả, anh thấy cái tình yêu này nó mệt mỏi, nó căng thẳng quá rồi. Cái bây giờ anh có một cái cô gái khác mang lại cho anh cảm giác tươi mới nhẹ nhàng hơn. Rồi anh cảm thấy áy náy với em đúng không? Sao anh biết hay vậy? Nếu em biết á, thì anh cũng thú thiệt với em. Thực sự là anh đã có một cô gái khác. Và anh đang qua lại với cô ta. Cô ta xinh đẹp và dễ thương lắm. Nhưng mà cái tình yêu này á, đang bị mẹ cô ta ngăn cản. Nếu chuyện này không thành, thì chắc chắn anh sẽ không yêu ai nữa. Bởi vì anh chỉ có thể yêu một mình cô gái đó thôi. Quỷ à, làm hết hồn hết vía à. Mệt quá à. Tự nhiên dạo này làm gì đâu ra gian chuông sớm xuống dữ vậy? Con người anh là xưa giờ chân thành và tình cảm mà, sinh ra đã vậy mà. Đúng rồi, chân tình với tình cảm lắm hả? Nên hai mấy năm không ai yêu, có mình em chịu hốt à. Nè, có rất nhiều cô gái theo đuổi và cưa cẩm anh nha. Nhưng mà trái tim băng giá của anh á, không mở cửa. Chỉ từ khi gặp em nó mới tan chảy thôi. Cái ông này, hôm nay còn phải đọc sớm xuống với văn học nữa chứ. Thôi ăn đi, mệt quá. Nè, ăn xong mới đâu chơi không? Anh đưa em đi. Em cũng không biết nữa, đi đâu cũng được hết trơn á. Miễn là tụi mình ở bên cạnh nhau là em vui rồi. Em ăn nhanh đi, rồi anh đưa em lên cầu Hóng Gió ha. Ơi, được á. À, mình mua thêm kem nữa là số 1 luôn, vậy nha anh. Xin lỗi em. Anh phải rời xa anh thật rồi. Mong em hạnh phúc. Sao vậy? Em thấy anh có gì lạ lắm á nha. Khai thiệt đi. Vụ gì? Xàm nữa rồi đó. Anh bình thường mà. Ăn lẹ đi, lên cầu Hóng Gió. Biết rồi. Ngon quá.